Xin kính chào quý bà con, quý cô bác và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác và các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác và chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng là tiếp tục đang có tăng nhẹ nha quý bà con. Hiện nay thì giá thanh long ruột đỏ đang ổn định ở mức cao, đặc biệt là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì loại 1 đang đồng chấp đồng từ 41 đến 42, loại 2 thì đang đồng chấp đồng từ 35 đến 36 ngàn, còn loại 3 thì giá đang nằm từ giá đồng từ 30, loại 4 thì đang đồng chấp đồng từ 18 ngàn. Còn hàng giả hiện nay đang đồng chấp đồng từ 10.000 đến 12.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn thanh long, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống giữa các nơi là từ 1 đến 2.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng tiếp tục ổn định. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang đồng giá đồng từ 19 đến 21 ngàn. Còn hàng sàn thì giá đang đồng từ 16 đến 18 ngàn, cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 17, 18, 19. Bò sàn thì 15 ngàn, 16 ngàn, 17 ngàn. Còn hàng vip hiện nay thì đang đồng giá đồng từ 20 ngàn. Cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang đồng giá đồng từ 38 đến 40. Loại 2 thì đang đồng giá đồng từ 33 đến 35. Còn loại 3 thì giá đang đồng giá đồng từ 30 ngàn. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn gặt hái được những vụ mùa là bội thu thành công, đạt năng suất thật là cao để bán được giá. Xin thân ái kính chào.